Thưa quý vị, dùng robot thay thế con người trong một số ngành nghề, nhất là ở các khách sạn, nhà hàng, đang là xu hướng diễn ra phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, mô hình này đã xuất hiện tại các thành phố du lịch lớn như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, một khách sạn ở phố biển Vũng Tàu vừa mới áp dụng thử nghiệm nhưng đã mang lại những trải nghiệm thú vị cho nhiều du khách. Xin chào quý khách, kính mời quý khách dùng nước. Robot này thì nó có chức năng là phục vụ khách, là delivery, có thể mang đến cho khách những cái ly nước welcome drink, mang khăn và có thể là dọn những cái dụng cụ sau khi mà khách đã ăn xong. Robot này có giá trị đầu tư khoảng 200 triệu đồng, xuất xứ từ Hàn Quốc, được lập trình giao tiếp bằng hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt. Quá trình di chuyển phục vụ khách hàng, nếu gặp chướng ngại vật, robot có thể tự điều chỉnh hướng, tự động tránh vật cản. Sự xuất hiện của trợ lý phục vụ đặc biệt này đã mang đến những trải nghiệm mới lạ, thú vị cho du khách khi đến khách sạn. Khi mà bước vào khách sạn, các bé đã thấy phục vụ nước, các bé cũng rất là thích thú. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được ở khách sạn này có con robot để nó dọn dẹp đồ ăn, thấy cũng thấy lạ, thấy cũng tiện cho mọi người, thấy cũng vui. Hiện tại thì đã có kế hoạch đầu tư thêm, thì đây là một trong những robot đầu tiên để demo trước, để phục vụ khách trước. Và ngoài ra thì sẽ có những con robot nhiều tính năng hơn nữa để phục vụ trong toàn thể nhà hàng khách sạn. Ví dụ như là có thể đi được thang máy, có thể làm những cái công việc cơ bản như là dọn rác trong nhà vệ sinh, có thể phục vụ khách trong phòng, có thể gọi điện thoại vào trong phòng cho khách để khách có thể nhận được những cái món mà khách đã order. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, điểm đến. Du lịch Vũng Tàu không chỉ dần lấy lại sức hút mạnh mẽ của một địa chỉ du lịch lâu đời uy tín chất lượng, mà còn tiến tới phát triển du lịch hiện đại đẳng cấp chất lượng cao. Hãy cho em các đĩa chén thức ăn đã sử dụng không?